lô với cô chú anh chị, cái lô này là bông giấy Mỹ, giấy bông Mỹ nha anh chị. Bông giấy Mỹ với khế găng nha anh chị. Đó, khế găng kẹp to ha. Này em giao lưu hai loại cây ha. Rồi cô chú anh chị nào đây xem nhé, bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú anh chị. Rồi cái cây đầu tiên là mã số B20. B20 nha anh chị. Nè, cây này nó có hai cọng đế thôi ha. Bây giờ nè, đâm trời mạnh hết rồi, tại em tỉa là bớt đó anh chị. Hoành nó là 22 hoành. Chiều cao là 40. Mấy cái này là chậu tầm 22. Rồi B20 700.000 em bao ship nha anh chị. B21 này đế nữa nè chị. Cái này thì nó có mấy chỗ chày đây. Da của nó hơi bị mỏng lắm nha. Chày nè chị. Có những chỗ chày cái nó đen đen ha. Hoành nó 16, cao là 30. Chày đen đen nha anh chị. Rồi B21 này 600.000 em bao ship. Này giấy Mỹ nha anh chị. B22. Cũ của nó nè. Cái này khó đo, em cũng không định hình được là cái đầu. Đây chị 20. 20 chiều cao là 30. Rồi B22 này 500.000 em bao ship. Mã số B23. Anh chị nha. Nha cái này là nó nám nắng á. Đây cái này nó chạy nè. Hoành nó là 17. Chiều cao là 46. Rồi mã số B23 này 600.000 em bao ship. Tiếp theo. Tiếp theo là mã số B26. 6. Cây khí găng nha anh chị. Cây khí găng nha anh chị. Cây này là trời nè, đâm trời mạnh hết rồi nha anh chị. Cái này là trái vua. Da của nó là lớp da xù như vậy nha anh chị. Càng già thì lớp da nó càng xù lên nha. Cái này em ốp giấy thôi nha anh chị. Mấy cái trời non có thể bị dập gãy. Anh chị về mình trồng chín hoành. Cao là 76. Cao 76. Kính bầu là 29. Dòng liều nó đóng nha anh chị. B26 này giao lưu với anh chị là 1.400.000 em bao ship. 94. B27 dán nó bay luôn nè anh chị. Mấy cái chòi này là em dẫn chỉ là có thể đi chặt gãy nha anh chị. Nó lá nó vàng nó vụn thì nữa nó lên chòi mới ha. Mã số này là mã số B27. Là da của nó nè anh chị. Đó. Rất là già cây đúng không anh chị. Hoành là 30. Chiều cao của nó là 79. Mấy cái này cỡ bầu thôi 29. B27. Cây này em cũng giao lưu với anh chị là 1.400.000 em bao ship. Cao nha anh chị. Đế nha. Nó ra trồi cao luôn nè.
gân guốc nè, da nó bong dốc gì đó là nó càng về nó càng gì nha anh chị. Em đo hoành đây là 36 hoành, cao đó là 1 mét, này đường kính bầu là 28. Mấy cái đồng nó cũ trên ha, già cây lắm. V30 này em giao lưu với anh chị của 1,4 triệu em bao ship luôn. Em kính chào cô chú anh chị ha. Đam mê cây cảnh cũng như cái loại sam trái nha. Hôm nay em còn một số giống sam trái, còn lại một mớ cây thôi anh chị ơi. Do đó em xin giao lưu giá rẻ cho anh chị chơi ha. 6 cây, em giao lưu với anh chị là 6 cây. Giá chỉ là 150.000, em bao ship. Đó, bao ship cho mình luôn ha anh chị. Tiền ship cũng cỡ 70-60.000 nha anh chị. Nói chung giá rất là rẻ cho anh chị chơi luôn ha. 6 cây đó, chỉ 150.000 em bao ship cho mình đó. Cây thì em nói với anh chị ha, cây thì nó đã sống khỏe trong cái chậu này cho mình này nè, cũng lú rễ ra chân nè, cái đó anh chị yên tâm ha, cây này nó sống khỏe. Cái thứ hai nữa là cái thân của nó thì cỡ bằng đầu đũa ăn đó, thì mình nói cho anh chị biết trước ha, cỡ đầu đũa ăn. Thì giá của nó là 6 cây, em giao lưu với mình là 150.000 em bao ship. Cái loại này sai trái dữ lắm nha anh chị. Nó sam trái. Em bảo hành cho anh chị là sam trái 100% nha. 1 đình 2 luôn ha. Đó. Này cái cây của nó dưới gang tay nha anh chị, cả 10 phân nha. Đó, rất là đẹp ha, mình về chơi cây mini hoặc là tiểu cảnh gì đó anh chị. Em này em bán em bao ship cho mình luôn là 10 cây, em thấy là 6 cây. Là 6 cây nha, là chỉ có 150.000 em bao ship cho mình luôn. Em còn mớ này, không bán lấy này, cây em bán hết rồi đó. Chỉ còn lại mớ này thôi anh chị ơi, em để xả giá rẻ cho mình chơi luôn ha. Đó, anh chị xem kỹ ha. Là dưới một gang tay, hoành thân của nó là cỡ đầu đũa ăn thôi. Đó, đây. Mình xem ha. 150.000 em bao ship. 6 cây mà chỉ 150.000 thôi anh chị ơi. Đó, mình chơi tiểu cảnh này kia, chơi cây mini hay vô chậu mini cực kỳ đẹp nha anh chị. Đó, loại này là sai trái lắm. Này là có trái hết rồi nha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, mình vô chậu mini mình chơi thôi, làm tỉa lại ha. Rất là ok, rất là đẹp luôn. Rồi, 6 cây thì chỉ có 150.000 mà bao ship luôn nha anh chị. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753876 nha anh chị. Số điện thoại hoặc Zalo cũng được nha anh chị. Rồi em xin chào chú anh chị ha.